Hello, chào tất cả anh em bà con nha. Thì hôm nay mình sẽ đi tới cái bãi rửa xe của mình. Mình sẽ quay cho anh em về chiếc xe Chevrolet mà máy dầu luôn ha, đời 2009 luôn nha anh em. Mình đang đi chiếc Toyota. Chiếc này thì mình dọn mình đi cũng khá là lâu rồi. Tại vì cái xe này nó khó bán là do nó có dịch vụ ở đâu nên nó khó bán. Chứ đúng là xe này mà xe gia đình thì mình bán rất là lâu rồi ha. Tại mấy cái xe mà chỉ dịch vụ có nhiều anh em người ta sợ. Và thật ra cái chiếc xe này mình đi nó rất là ok. Xe mình mua ở bãi á, là nó tới mấy chục chiếc mình lựa. Nói chung là mình lựa mãi mới được có 2 chiếc à. Mà mình dọn mà xe là sơn zin còn nhiều, đầu thì là không có đâm đụng. Rất là khó mua một chiếc xe mà để mình đi thôi. Thì bây giờ cũng đã tới bãi rửa xe 4.0 nè. Thì bây giờ anh em cùng mình xuống quay một vòng cái xe này nha. Với chiếc xe hôm nay mình quay cho anh em đó là cái dòng Chevrolet cấp 3, nó là cái dòng xe biển số 51F 18300 thì với chiếc xe này thì anh em thấy đó, nó một cái động cơ máy dầu, xe màu vàng cát ha, đời 2009 luôn. Dòng này thì nó rất là độc, phong đèn cũng lạ luôn ha anh em. Thì anh em nhìn thấy rồi đó, cỏ nè, mâm là mâm đúc luôn ha, vỏ là đẹp luôn, gầm bệ là chắc nịch luôn. Xe có bệ bước chân nè, xe này mình vừa mới lấy luôn nha, đang để chỗ 4.0 cho anh em tẩy rửa. Thì với chiếc xe này cũng đèn bi đèn ống rất là đầy đủ. Xe này thì mình lấy trực tiếp từ nhà dân luôn. Đây nó có vài điểm chạy xước anh em nhìn thấy không? Thì xe này đăng kiểm còn dài ha. Anh em nhìn thấy không? Người ta gắn mấy cái mắt logo nhìn rất là vui vui. Thì với chiếc xe này bà con cũng nhìn thấy rồi, nó là một cái loại máy dầu. Bây giờ bà con đứng im, bà con để im đây nha. Quay cho bà con xem. Cái máy nó nổ rất là êm luôn. Nhiều người cứ nghĩ ra một chiếc xe máy dầu nó nổ nó phải rất là to, nhưng mà thực ra chiếc xe này nổ rất là nhỏ luôn. Không có phải là như những chiếc xe mà dòng Isuzu hay là những chiếc xe Fairy tôi đã từng giới thiệu cho bà con. Thì những chiếc xe này thì bà con nhìn thấy rồi. Đây, động cơ anh em vừa 4.0 vừa tẩy, anh em vừa thấy không? Vừa tẩy xong nha. Rồi về cái phần chi tiết những cái chỗ anh em nhìn thấy nè, là còn duy nguyên luôn ha, không có một cái dấu tích dấu hiệu gì mà gọi là bị lỗi nha này. Với cái phần phía bên này anh em nhìn nè, thì anh em tẩy rửa sạch sẽ và được bôi dầu rất là kỹ luôn. Những cái đinh bấm của hãng anh em nhìn thấy nè, đinh bấm này nó còn duy nguyên luôn ha. Cái chạy vòng từ bên này qua tới bên trái nó còn duy nguyên luôn. Cho nên chiếc xe này em mới dám cam đoan với bà con là không bị đâm đụng, không một tí lỗi nào hết nha, không một tí lỗi luôn. Cabo của vậy duy nguyên, những cái mác chữ của logo của hãng này còn duy nguyên, anh em nhìn thấy nữa, đinh bấm của hãng còn nguyên luôn. Xe này nói chung là máy bao cho anh em luôn, và dòng này là tiết kiệm nữa chứ. 100 cây thì dòng này nó động cơ của nó là máy chỉ có là 1.9 mấy gì đó, 1.9 mấy, nó là 2 chấm đó bà con. Thì tiêu thụ nguyên liệu thì nó khoảng cỡ từ 7 lít thôi nha, mình nghĩ là 6 phần 7 lít thôi, không hao nha. Anh em nào mà sở hữu chiếc xe này thì mình nói là đặc biệt luôn. Bây giờ mình sẽ đi vòng bên trong anh em nhìn. Đây khu vực 4.0 anh em đang tẩy rửa luôn, đang tẩy nội thất luôn. Anh em nhìn thấy không, còn zin nguyên, cái gì cũng zin, ghế zin luôn, sàn cũng zin luôn, trần cũng zin luôn, cái gì cũng zin hết. Nói chung là khó để tìm một chiếc xe mà 7 chỗ mà còn zin nguyên thế này, sơn là zin còn nguyên hết nha anh em. Xe này đặc biệt một cái là nó có ghế là ghế chỉnh điện này, anh em thấy không? Ghế chỉnh điện này và gập này, gập vô thay thì mình sẽ có những cái gập mà đây không, đây nó có những cái nút bấm này. Gập anh em thấy rất là hiện đại không. Và về cái phần cần số thì anh em nhìn thấy rồi đó, nó là một xe số tự động năm, màn hình thì chưa có một cái gì hết đó. Và kể cả những cái đây chi tiết anh em nhìn thấy những cái chỗ này nó còn zin nguyên ha, còn zin nguyên, không có cái dấu hiệu mà gọi là bị chày xước nhiều và dấu hiệu người ta xài nhiều ha. Còn số km anh em nhìn thấy nè, nó rất là ít.
199.15 ha. Rất là ok luôn. À, xe này thì cái bấm lên xuống còn nguyên luôn. Và những cái gập điện gương này, anh em nhìn này, cái gập này nó còn hoạt động hết, kể cả hai bên luôn hoạt động bình thường nha. Zin nguyên hết. Anh em nhìn thấy nó gập không? Với chiếc xe này em giới thiệu với bà con ấy, nó là một cái mẫu này nó như mà cực kỳ hiếm ở thị trường Việt Nam. Cái mẫu này rất là ít, nhiều người đi tìm mua, nhiều người thực sự đặt bên em rất là nhiều nhưng mà không có. Thì hôm nay mình giới thiệu cho bà con cái mẫu này thì không biết là như thế nào, thì anh em có thể là đến trực tiếp test thử nha. Tại vì cái dòng này hầu như là mấy xăng mà bà con mua, cái nguyên liệu của nó rất là hao. 100 cây thì nó, nếu mà mấy xăng ha, 100 cây nó phải từ 12 lít nha, không dưới đâu. Còn cái dòng là máy dầu thì nó chỉ có vài lít thôi, nhưng mà máy dầu cho nên nó hiếm trên thị trường, cho nên là cái giá rất là mắc. Không phải như cái xe kia chỉ có hơn 100 triệu là bà con có xe rồi, còn cái xe này nó phải trên 300 nha. Thôi mình kết thúc video nha, cảm ơn tất cả anh em bà con đã theo dõi clip mình nha.